gì vậy? Bộ dính dính gốc hay gì vậy? Thì có dính gốc rồi, dắt dí á. Nó là dính gốc. Rồi. Rồi dính cái hông. Dính cái hông. Đó nè, cái hông. Nè, nè, nè. Lên lên. Cá hồ hả anh? Cá hồ á, đậu. Ồ, quá thứ cả nhà. Ồ, dính rồi, dính rồi. Đi, 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 chờ mưa rồi, đi. Ướt đi, ướt cái máy quay. Vô nhà gỡ luôn hả? Quá nặng tay luôn. Rồi lấy cái cây nó luôn coi. Đi vô đi, đi vô đi. Cá hồ ra. Dạ, cá hồ. Chính là cá hồ cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay buổi chiều hai chồng mình đi giăng lưới cả nhà. Giăng lưới để kiếm cá. Mấy chị con chị thôi. Giờ văng ở dưới cái mương này nè cả nhà. Mấy chị chạy theo chơi. Thằng mặt. Anh xã mình anh dọn đường cho trống nâng răng lưới cái nè. Ở này rau dừa nhiều quá. Cái rau dừa này mình nấu mắm kho á, mình nướng vô ăn ngon lắm cả nhà. Ở dưới mương này rau dừa nhiều dữ lắm. Cái này chùm chòm té nè, chùm chòm té nè. Ừ, cho con mập té đó. Ừ, té tao không vớt lên đâu đó nghe mập. Mấy cây mít này trái non quá trời luôn nè. Mấy cây mít này ngày nào cũng đi tiễn trái. Ngày nào cũng đi cắt trái non ngóc luôn nè. Cái cây này người ta cuốn vàng không à, còn cái cây cái đằng kia toàn cuốn xanh không, cái cây mày trái nhiều. Cái rau dừa này nó tự mọc lên cái nha. Thấy cái rau nhút nó tự mọc cũng đỡ. Rau nhút nó mất tiền. Hôm trước mình có trồng rau nhút ở dưới này nữa cả nhà. Mình trồng xuống rồi cái mấy cá đồ á, nó rỉ hết trơn. Mà sao rau dừa sao nó không rẻ ha anh ha. Rau dừa quá trời luôn rồi. Cái mương bên kia rau dừa dày đặc luôn. Mấy chị con chị theo chơi cái này.
giờ ông xã mình không dọn con trống cái mương này cả nhà. Giờ ông kéo lưới ra để giăng. Chiều cũng mát mát cả nhà, hai chồng làm công chuyện ngay giường này kia cũng rảnh, giờ mình đi giăng lưới rồi kiếm mớ cá. Ở quê thì cũng dễ kiếm đồ ăn cả nhà, chịu như mình giăng lưới gì nè, có cá rồi rau rồi này kia trong giường rồi mình hái vô mình ăn. Tay lưới này dài lắm cả nhà. Rồi. Kéo giãn này dữ vậy? Bứng cây đó lên hả? Anh cái mương trên đó mà mình tát á cũng nhiều lắm mà nha, không phải nhiều cá mà là nước á, phải không? Từ dưới này mà nó thông nó tuốt trên kia luôn. Chứ đâu nhiều nước đâu. Sao không nhiêu? Bị ngang nó bằng mương này vậy. Ừ. Nhưng mà nó dài lên tuốt trên kia. Nó dài lên tuốt trên kia thì bằng giống như bữa cái mương này tát nè, hồi năm ngoái á. Phải tắt nước trước từ 2 ngày á. Vòng qua đây thăm lợp luôn. Ờ. Đi qua đây thăm lợp luôn cả nhà. Mình đặt cái lợp ở chỗ đó đó nó dính cá hoài à, cho nên là ông xã mình cũng không có dời đi chỗ khác, cứ đặt ngay chỗ cũ hoài vậy đó. Trời, mình thăm cái lợp thấy có cái gì. Cua. Có cua hả? Ừ. Nước này trong veo rồi ta. Con cá rô. Con cá rô với con cua. Cua gần kình. Thắt rồi cả nhà ơi. Lạp bị thắt rồi. Cá sặc. Con cá rô chết hả? Ừ. Phải không? Ờ cá rô. Ủa sao lọc cá sặc nay có cá rô chui vô cái chốt nữa kìa. Thôi mấy cá này chắc thả xuống lại đi. Cái chốt bữa đó mình thả xuống này nè. Bắt cá rô ra dục bỏ. Cá sặc rồi. Này trong đây mình có một mớ cá sặc nè cả nhà, bữa đó ông xã mình nó dở. Ông đi dở cái lờ á. Bữa nay mình cũng có một mớ nữa. Rồi mình để vô để dành nhiều nhiều mình ăn. Ủa mấy cá sặc nữa đâu? Chưa có lấy ra hả? Đây đừng cá rô. Được chiều cả nhà. Giờ mình rộng xuống dưới mương này để khá ăn chút rồi mình làm ăn. Nó ăn chua. Thường khi cá sặc này nó ăn chua, không thôi là kho sả ớt đó cả nhà. Muối chiên. Đang giăng lưới cái ông trời ông mưa ngon lành luôn cả nhà. Giăng lưới cũng xong rồi, tính hồi nữa mình đi thăm.
mấy chị con nó ăn tới ngày luôn. Giờ nó chụm vô nó ăn nữa. Nó gặp mẹ nó là bú đó cả nhà. Nó ruột mẹ nó chạy vòng 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 vậy đó. Chạy mà mơ luôn. Giờ mình đi cuốn lưới luôn cả nhà. Ông chợ cũng còn mưa lâm râm nè mà giờ mình cuốn luôn. Gấp luôn rồi. Giữ ấm rồi. Những hạt bầu cả trà. Giờ mình dỡ lên mình thấy có dính cá mà dinh rồi đó cả nhà. Mà dinh, dính cá mà dinh nhiều quá. Cá tra luôn. Cá dù đếm anh ơi. Hai con cá dù đếm. Vô mánh là cả nhà quá dính cá rồi. Chính được hai con cá dầu đếm với mấy con cá mà dinh cái gì. Này mình cuốn lưới luôn, mình cuốn lên lên trên bờ rồi mình gỡ lưới cả nhà. Ông trời cũng mưa nè cả nhà, mưa lâm râm lâm râm. Cá hô bự không? Đó. Cho thả lại được cá hô này. Con cá hô nhìn nó kìa, cá hô kìa. Cá hô đỏ đỏ nè. Cá hô nào đó đỏ không hai? Cá hô nó đang đang nhìn tựa tựa như cá rô phi vậy. Thịt đầu nó đỏ. Họ mất tiền lắm đó, bự. Ủa con cá gì anh? Con cá gì bự bự kìa? Cá hồ đó. Ủa cá đó phải cá hồ không? Cá đỏ phải không? Cá màu đỏ phải không? Vâng. Ồ. Cóc. Vô mánh này cả nhà ơi. Cái mẻ lứ này vô mánh này. Quá trời dính luôn rồi. Đây là nó nè, cá mà dính, cá mà dính nữa. Ở đây cá mà dính nhiều quá. Mặn luôn.
Này cỡ chục ký không ông? Không. Cỡ 60 ký à nghe. Quá khứ cái tài lưới này dính là cả nhà ơi. Vô mánh luôn. Ông trời mưa ngon lành luôn cả nhà. Hồi nãy mình thấy ông trời ông đang nắng. Tự nhiên ông hào xuống ông mưa luôn. Mưa ngon luôn. Rồi lên được không? Đi đây. Tay nắm nè. Nghe là đưa đây em, đưa tay lưới đây. Đưa tay lưới đây em kéo lên. Cái gì vậy? Bộ dính gốc cái gì vậy? À, từ từ có dính gốc rồi, nó dắt đứa á. Nó là dính gốc. Rồi. Cá hơn. Cũng cá này cả nhà. Lên lên. Lên. Cá hồ anh. Cá hồ á, đậu. Ô, quá thứ cả nhà ơi, dính rồi, dính rồi. Đi đi, trời mưa rồi, đi. Úp đi, úp cái máy quay. Vô nhà gỡ luôn hả? Quá nặng tay luôn. Rồi lấy cái cày luôn thôi. Đi vô đi, đi vô đi. Cá hồ ra. À, cá hồ. Ừ. Chính là cá hồ cả nhà. Ồ. Nãy dính được con cá hồ đó cả nhà. Dính được con cá hồ đó nhưng mà mình con cá hồ bị lớn là nó chưa có lớn hết mức đó đâu ha anh. Còn nhỏ mà phải không? Chứ con cá hồ nó bự lắm cả nhà. Cho nên là mình thả xuống cái mương đó mình nuôi lại. Bây giờ mình dính được mấy con cá này dính nè. Chứ được hai con cá cá dù đếm. Trời cá dù đếm này ngon quá trời luôn anh ơi ha. Ồ cá dù đếm này bự lắm mà nghe. Mà dưới đó còn con cá cha bự luôn anh. Ha, mấy cái lô luôn á. Ngon quá trời. Được mấy cá mày dinh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 7 cá mày dinh. 8. 8 cá mày dinh. Giờ anh tháo mấy cá mà gỡ mấy cá mà dịnh ngay trước đi. Cá dịnh này bắt ăn luôn. Cá mà dịnh này để nấu canh chua nè cả nhà. Nấu dạng canh chua ngót á. Không thôi là mình chiên tươi. Ngon lắm. Còn mấy là mình muối sả ớt. Còn cá dù đếm này mình nấu canh chua cũng ngon. Kho mắm là ngon nhất. Hoặc là miếng giấm. Mình giăng được nhiêu cá cả nhà. Với con cá hồ nãy nữa mà con cá hồ nãy nó chưa có đủ sức lớn cả nhà. Cho nên là mình thả xuống cái mương đó nó lại rồi. Giờ cái này mình giăng được nhiêu?
hai vợ chồng mình giăng được nhiêu gì là ăn cái từng luôn rồi đó cả nhà. Con cá này là mình làm ra được 3 món luôn. Giờ mình lấy cái đầu với cái đuôi mình nấu canh chua. Còn hai khúc thì mình để ăn khoai lạc. Còn cái khúc sau thì mình muối sả ớt. Còn đây còn con nữa nè cả nhà. Đây còn con xã mình đang gỡ nữa nè. Bụng bự có trứng. Ừ. Có trứng hay thôi, có trứng thì mình thả lại đi. Có không ta? À, bụng bự. Giờ thả lại hết hai con này. Để nó ăn thôi. Được kêu cá nữa nha. Làm sao? Ngon quá cái này. Cá này bự nè. Ừ. Cá này bự ngon quá ha. Quá bụng bự mỡ. Ừ. Ngon quá cả nhà. Cái này ăn hơn tuần lễ luôn hai chồng mình đó cả nhà. Mà cá này nó ngon hơn là con cá tra cả nhà, cá vừa đám nó ngon hơn cá tra. Cái này đỏ người ta.